Sarah xin kính gửi lời chào đến quý ông bà, cô chú bác, anh chị em đang theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay, ngày 21 tháng 3 năm 2022. Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, nhân chứng mô tả máy bay Trung Quốc vỡ nát hoàn toàn sau khi gặp nạn. Theo các nhân chứng, máy bay Boeing 737 của China Eastern vỡ tan sau khi đâm xuống đất, nhiều mảnh vụn quần áo mắc trên cây tại hiện trường. Máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern chở 123 hành khách và 9 thành viên tổ bay lao xuống sườn núi ở huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc vào chiều nay. Trang tin Jimu News dẫn lời một người dân địa phương cho biết phi cơ đã vỡ nát hoàn toàn, gây ra đám cháy lớn thiêu rụi nhiều cây cối trước khi lực lượng cứu hộ kiểm soát được ngọn lửa. Hãng tin nhà nước China News Service dẫn lời một dân làng họ Liu nói rằng ông đã lái xe máy đến hiện trường sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn. Người này nhìn thấy nhiều mảnh vụn trên mặt đất, trong đó có một phần cánh máy bay cùng nhiều mảnh quần áo mắc vào cây. Tất cả mọi người đều vội đến hiện trường để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ. Tang Min, chủ nhà hàng cách nơi máy bay rơi vài km cho hay. Hiện chưa rõ thương vong, song đánh giá từ hiện trường cho thấy khó có khả năng có người sống sót. Chuyến bay số hiệu MU5735 khởi hành từ sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam lúc 13h15 phút, tức 12h15 giờ Hà Nội, và dự kiến hạ cánh tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông lúc 15h07 phút. Dữ liệu trên trang theo dõi hàng không Flight Radar 24 cho thấy máy bay bất ngờ bổ nhào khi đang ở độ cao gần 9.000m vào khoảng 14h20, hơn một tiếng sau khi cất cánh. Chỉ 2 phút 15 giây sau, dữ liệu cho thấy nó ở độ cao hơn 2.700m. Trong 20 giây tiếp theo, độ cao cuối cùng được ghi nhận là gần 1.000m. Máy bay mất liên lạc với hệ thống giám sát tại vị trí Tây Nam, thành phố Ngô Châu lúc 14h21 phút. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, ông bị sốc khi biết tin về tai nạn, kêu gọi tập trung mọi nỗ lực cho công tác cứu hộ và tìm ra nguyên nhân tai nạn càng sớm càng tốt. Máy bay gặp sự cố thuộc biên chế công ty con của Vân Nam của China Eastern và đưa vào hoạt động hơn 6 năm trước. Máy bay được bàn giao vào tháng 6 năm 2015. Có tổng cộng 162 ghế, trong đó có 12 ghế hạng thương gia và 150 ghế hạng phổ thông. Tai nạn hàng không gây chết người gần đây nhất ở Trung Quốc xảy ra năm 2010 khi máy bay rơi ở thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang khiến 42 người thiệt mạng. Thưa quý vị, Mỹ nêu điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng nói rằng Nga phải dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine để được dỡ lệnh trừng phạt kinh tế. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia về Kinh tế Quốc tế của Nhà Trắng Dalip Singh trả lời phỏng vấn hôm ngày 20 tháng 3 rằng còn lâu mới tới lúc chúng tôi dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga. Điều trước tiên lãnh đạo Nga phải làm là dừng cuộc chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ngoại trưởng Antony Blinken nói điều kiện để chấm dứt cô lập kinh tế Nga là Moscow phải dừng cuộc xung đột. Theo Singh, mục tiêu của Mỹ là thể hiện quyết tâm rằng các lệnh trừng phạt phải có khả năng buộc Nga trả cái giá lớn về chiến dịch quân sự ở Ukraine. Quan chức này cũng cảnh báo Mỹ có thể áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga, ông Singh nói. Chúng tôi có thể mở rộng các biện pháp trừng phạt, thực hiện các biện pháp trừng phạt đã có và áp dụng chúng ở nhiều mục tiêu hơn, nhiều lĩnh vực hơn. Ông chỉ rõ rằng các lĩnh vực có thể bị nhắm vào mục tiêu bao gồm ngân hàng cũng như dầu khí. Chủ yếu là về dầu và khí đốt, nhưng cũng có những lĩnh vực khác. Tôi không muốn nói rõ, nhưng tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ biết đó là gì, quan chức này nói thêm. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm ngày 24 tháng 2, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt, loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, ngăn Moscow tiếp cận các công nghệ tiên tiến và đưa nhiều tài phiệt quan chức Nga vào danh sách cấm vận. Mỹ áp lệnh cấm nhập khẩu dầu, kim cương, hải sản và vodka Nga. Nước này và các đồng minh cũng bãi bỏ quy chế tối huệ quốc với Nga, mở đường để tăng thuế áp với các mặt hàng của Nga. Trong khi đó, Nga cấm xuất khẩu hơn 200 mặt hàng trong lĩnh vực viễn thông, y tế, ô tô, nông nghiệp, kỹ thuật điện và công nghệ đến hết năm 2022. Một số sản phẩm trong ngành lâm nghiệp và đồ gỗ cũng bị cấm xuất khẩu đến các quốc gia không thân thiện, gồm 48 quốc gia, trong đó có các nước liên minh châu Âu và Mỹ. Nga là nước sở hữu 1/5 diện tích rừng của thế giới. Thưa quý vị, sau nhiều tuần giao tranh, lực lượng Nga vẫn cách Kyiv 25 km. Theo hãng tin Reuters, báo cáo tình báo sáng ngày 21 tháng 3 của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, phần lớn lực lượng Nga vẫn đang tập hợp cách trung tâm thủ đô Kyiv của Ukraine hơn 25 km. Con số này không khác biệt so với báo cáo tương tự của tình báo Anh và giới chức từ các quốc gia phương Tây khác từ cuối tháng 2. Cũng theo báo cáo, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở phía bắc Kyiv. Theo nhận định của London, dù chưa đạt được tiến triển, Kyiv vẫn là mục tiêu quân sự chủ yếu của Nga.
Tình báo Anh cho rằng Moscow sẽ cố gắng bao vây thành phố trong những tuần tới. Trước đó, tối ngày 20 tháng 3, tình báo Anh nhận định quân đội Nga đang cố gắng vòng qua Mykolaiv để tiến đến thành phố cảng Odessa, tây nam Ukraine, nhưng đạt được ít tiến triển trong tuần qua. Hải quân Nga cũng tham gia vào chiến dịch bằng việc phong tỏa bờ biển Ukraine, cũng như phóng tên lửa vào các mục tiêu trên đất liền. Tình báo Anh tuyên bố việc bờ biển Ukraine bị phong tỏa nhiều khả năng sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo tại Ukraine, ngăn chặn nguồn cung các mặt hàng thiết yếu tiếp cận người dân Ukraine. Sau gần 4 tuần giao tranh, tình hình chiến sự tại Ukraine đang rơi vào sự bế tắc đẫm máu, theo ông David Petraeus, cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA. Quân đội Nga đã tiến đến ngoại ô Kyiv theo hai hướng, nhưng chưa phát động cuộc tấn công lớn nhằm vào thành phố. Giới quân sự và phân tích phương Tây nhận định kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Moscow đã thất bại, trong khi đó phía Nga vẫn khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt của họ diễn ra đúng kế hoạch. Thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi lãnh đạo các nước châu Âu dừng mọi giao thương với Nga để gây áp lực buộc Moscow ngừng chiến dịch quân sự kéo dài gần một tháng tại Ukraine. Theo AFP, ông Zelensky nói ngày 21 tháng 3 rằng, xin đừng tài trợ các công cụ tiến hành chiến dịch của Nga. Hãy đóng mọi cảng đối với Nga, đừng xuất khẩu hàng hóa cho họ, từ chối nguồn năng lượng, thúc đẩy Nga rời khỏi Ukraine. Nhắc trực tiếp nước Đức, ông Zelensky khẳng định, các bạn có sức mạnh đó, cả châu Âu có sức mạnh đó. Tổng thống Zelensky đưa ra tuyên bố trong bối cảnh một số thành viên Liên minh châu Âu, bao gồm các nước ở vùng Baltic, đã lên tiếng kêu gọi cả khối cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt từ Nga. Ngược lại, Đức phản đối cấm hoàn toàn nguồn năng lượng từ Nga. Thưa quý vị, mới đây Trump khẳng định sẽ lấy lại Nhà Trắng đẹp đẽ vào năm 2024, thưa quý vị. Dường như ám chỉ tham gia tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước đám đông người ủng hộ trong cuộc meeting tại thành phố Fort Lauderdale, bang Florida cuối tuần trước. Với sự ủng hộ của mọi người trong căn phòng này, chúng ta sẽ lấy lại Hạ viện, Thượng viện, chúng ta sẽ lấy lại đất nước của mình và quan trọng nhất là vào năm 2024 chúng ta sẽ lấy lại Nhà Trắng đẹp đẽ của chúng ta. Ông nói, các bạn đã có một tổng thống luôn đặt nước Mỹ lên trên hết, tôi sẽ trở lại, chúng ta sẽ làm tốt hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tại sự kiện, ông cũng lặp lại tuyên bố đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Chúng ta đã giành chiến thắng 2 lần, chúng ta đã làm tốt hơn nhiều lần trong lần thứ 2 và có thể phải làm lại điều đó. Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử gần 2 năm trước, Trump nhiều lần tuyên bố ông thực sự đã giành chiến thắng, dù không đưa ra được bằng chứng. Cựu Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần ám chỉ sẽ tái tranh cử, song gần như loại trừ khả năng chọn cựu Phó Tổng thống Mike Pence vào liên danh. Cuộc thăm dò sớm về đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024 cho thấy Trump vẫn giành sự ủng hộ của đa số. Năm ngoái, Trump cho biết ông sẽ dễ dàng giành được đề cử của Đảng Cộng hòa nếu tham gia tranh cử Tổng thống năm 2024. Trump vẫn chưa chính thức thông báo tái tranh cử, nhưng đã đề cập khả năng này từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Ông Biden cũng đã tuyên bố có kế hoạch tái tranh cử năm 2024. Thưa quý vị, Mỹ nghi Trung Quốc hoàn tất quân sự hóa 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, ông John Aquilino ngày 20 tháng 3 nói với AP rằng Trung Quốc có thể đã xây xong cơ sở quân sự trên 3 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hoạt động xây dựng kho tên lửa, nhà chứa máy bay, hệ thống radar và các cơ sở quân sự khác của Trung Quốc trên đá Vành Khăn, đá Subi và đá chữ thập dường như đã hoàn tất, song chưa rõ họ có xây thêm hạ tầng quân sự ở các thực thể khác hay không. Các thực thể đó có chức năng mở rộng khả năng tấn công của Trung Quốc ra ngoài bờ biển của họ. Họ có thể cho tiêm kích và oanh tạc cơ xuất kích, cộng thêm khả năng tấn công bằng tên lửa. Đá Vành Khăn, đá Subi và đá chữ thập là 3 trong số 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Các thực thể còn lại là đá Gaven, đá Tư Nghĩa, đá Gạc Ma và đá Châu Viên. Ông Aquilino cảnh báo bất cứ máy bay quân sự hay dân sự nào bay qua khu vực Biển Đông có thể dễ dàng lọt vào tầm bắn của các hệ thống tên lửa Trung Quốc triển khai trên những thực thể thuộc quần đảo Trường Sa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp luật pháp quốc tế. Các hành vi dưới mọi hình thức vi phạm chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển của mình đều vô giá trị, không được công nhận và Việt Nam kiên quyết phản đối. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã đề nghị các bên không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông, tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Thưa quý vị, Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết, 4 tên lửa đã được bắn vào vùng biển phía Tây trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ lúc 7 giờ 20 phút sáng ngày 20 tháng 3, từ một địa điểm không xác định ở tỉnh Nam Pyongan của Triều Tiên. Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết trong một thông cáo báo chí rằng, đã có nhiều vụ phóng có thể từ các bệ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra vào sáng nay. Quân đội của chúng tôi đang duy trì sẵn sàng phòng thủ trong khi vẫn theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan. Theo một tuyên bố từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Hội đồng An ninh Quốc gia nước này đã tổ chức cuộc họp khẩn, kêu gọi chuẩn bị sẵn sàng và chặt chẽ để ngăn chặn khoảng trống an ninh trong giai đoạn chuyển giao chính phủ. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 10 tháng 5 tới. Các vụ phóng tên lửa trong hôm nay diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng thực hiện một vụ tên lửa đạn đạo bị nghi là thất bại. Triều Tiên đã tiến hành hơn 10 vụ thử nghiệm vũ khí trong năm nay, trong đó có 2 vụ được nước này mô tả là thử vệ tinh trinh sát, thứ mà bị Hàn Quốc và Mỹ cho là một hệ thống tên lửa liên lục địa mới. Giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản lo ngại Triều Tiên đang thúc đẩy chương trình phát triển tên lửa trong bối cảnh dư luận quốc tế tập trung chú ý đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Vừa rồi là phần tin tức thế giới, thưa quý vị. Xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin đến từ Việt Nam. Thưa quý vị, ông Hồ Nhân không còn là tổng giám đốc của Nanogen. Sau những lùm xùm liên quan đến nhiều hình ảnh thân thiết giữa ông Hồ Nhân, từng là tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen và ca sĩ Hiền Hồ. Ngày 21 tháng 3, một người thân trong gia đình ông Nhân chia sẻ về pháp lý, ông này và bà Nguyễn Thị Hồng Vân vẫn là vợ chồng hợp pháp. Bên cạnh đó, dữ liệu mới nhất trên Cổng Thông tin Quốc gia về doanh nghiệp cho thấy, từ ngày 29 tháng 12 năm 2021, bà Hồng Vân đã thay ông Hồ Nhân, trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty Nanogen. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh năm 1970, cũng thay ông Hồ Nhân đảm nhận vị trí tổng giám đốc công ty này. Tại Việt Nam, ông Hồ Nhân được xem là cha đẻ của vaccine Nanocovax. Ông này từng nói đây là vaccine phòng COVID-19 do Việt Nam sản xuất. Công ty Nanogen do ông Nhân thành lập năm 1997, cuối năm 2019 doanh nghiệp có vốn điều lệ là 715 tỷ đồng. Trong đó, ông Nhân có 140 tỷ đồng, sở hữu 70% cổ phần công ty và giữ chức vụ tổng giám đốc. Bà Vân góp 50 tỷ đồng, nắm giữ 25% vốn điều lệ. Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh thân thiết giữa ông Nhân với ca sĩ Hiền Hồ. Tên thật là Hồ Thị Hiền, sinh năm 1997. Chia sẻ với báo chí về mối quan hệ giữa hai người, ông Nhân khẳng định họ chỉ là anh em họ của nhau. Nguyên Tổng Giám đốc Nanogen cũng nói rằng ông và nữ ca sĩ sở hữu bạn hit cưới nhau đi, coi nhau như anh em ruột. Ông nói, anh em nương tựa nhau, giúp đỡ nhau thôi. Về tấm ảnh dắt tay nhau ở sân golf, chồng của nữ tổng giám đốc Nanogen nói gia đình đều biết việc ông đến đó cùng ca sĩ sinh năm 1997. Ông Nhân giải thích, bạn của nó chia tay, gây lộn với nhau nên nó lôi tôi vào. Đề cập về tiến độ của dự án vaccine Nanocovax, ông Hồ Nhân cho biết sau quá trình nghiên cứu ra loại vaccine này, ông đã bàn giao lại cho người khác. Vâng thưa quý vị, và đó cũng là tin tức cuối cùng kết thúc bản tin thời sự ngày hôm nay do Sarah thực hiện. Sarah xin chân thành cảm ơn rất nhiều vì sự quan tâm theo dõi của quý ông bà, cô chú bác, anh chị em. Sarah xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.